Hello anh em nhé, hôm nay em bắt đầu quá trình lên vườn sâm. Đấy, mời mọi người theo em nhé. Đây. Quay cảnh cái ngày nào lên là cũng phải ấy như này đó. Vâng. Ngày nào đi cũng phải lát xích. Nhưng mà lá này không lát được mà. Đúng rồi, nắng thì trơn. Thì anh em bám chắc vào nhé. Không. Đi xe ôm về ôm chặt vào, không thế này bắt đầu ấy. Đường thấp lên. Đây là những cái dây xích anh ấy chuẩn bị sẵn để đi cái đường đồi rất là trơn mà. Bung chà vào nhá. Cứ lên trên này tí nhá. Đó. Sát người. Quả đang bắt đầu chín rồi này mọi người này. Trên này thì gần như mưa quanh năm. Nắng ướt át lắm. Tất cả khu trên này đều là thân diệp hết mọi người nhé. Thân diệp này hỗ trợ tiêu hủy tế bào ung thư rồi. Người là đào thải các cái chất độc. Toàn bộ là hàng sâm vùi nhé mọi người nhé, sâm dân họ vùi, rừng đấy, rừng họ vùi đào được vùi lại giữ lại ở đây mọi người nhé. Cái này nói chung là tiền ở rừng về cái này lâu năm rồi đấy. Cái này đẹp chưa? Ừ. Cái này trên này có 2 cây. Ồ, ừ, đây là củ của nó đây này. Đây. Đang có quả. Đấy, đây này, hàng củi cái này mọi người này.
Sờ thì thế này anh đặt điều nó. Đây, đến đây là hết rồi. Nó sạch sẽ gọn gàng một tí. Chứ vườn này chưa ăn thua. Đúng rồi, phải đầu tư nó đàng hoàng tí. Sâm tiếc nó mới đẹp, nó mới không bị thối. Đường xá lên đây đã vất vả rồi mà không đầu tư hẳn hoi nó thối đi thì mất tí công tí sức. Em nhìn cái vườn này nó hơi lục sục. Vật này nhiều nhất là thảo quả thôi. Chỉ là thảo quả thôi. Anh em góp thêm tí rồi mua lưới mua liếc rồi các thứ sửa sang đúng không? Đúng rồi. Nước lạnh như đá luôn, sợ thật đấy. Cần kéo không? Hương chạy rồi, Không quanh được cái chứ không phải là chạy. Rụng hết quả rồi. Ấy quá. Làm nó ngon nghẻ tí. Này thì cái đấy đỏ rồi, hái hết đi thôi. Đây, chú đi, chú đi. Sâu còn ăn hết cả lá rồi đây này. Được chưa? Okay. Được chưa? Rồi. Sâu ăn hết cả lá rồi đây này. Sâu ăn hết lá rồi đây. Ôi, trồng cái này. Sâu ăn. Ok một tí. Đây là củ bé. Không biết mình lo lâu nữa thì khi khơi phải tổng kê thì nhỉ kỳ nè hà cái lá chả là mò cây hàn rừng mới tìm được năm nay thôi nên nó ở trong rừng thôi ít dễ anh có 2 tháng trước mới tìm được nhưng mà mới tìm được năm nay cẩn thận đấy thôi được rồi thu đi ấy thì tí nữa quay bọn chị quay bọn chị bắt hết cả nhóm cho có mở cho tớ có chép phải đấy của tí cho kìa, cầm tận tay luôn kìa, cây sâm kìa, thu kìa em đi rồi em nhìn cái một cái thì nó mất đây đi đây đi đây củ kia là của củ kia là cho em là thấy đây còn đây đây củ này là em chưa đây anh cứ từ từ nha gái thì em chưa đây đấy thế chị đã ra ngoài chưa sao chứ mới chậm nha thành chỗ của đấy à thế để vẫn đi đường cũ ok đường cũ là gì cây để ok lại được đường cũ như là dế này dài quá đi đường cũ là không sao vả lỡ chưa rồi ok để nghiên cứu quay lại xa vào đằng sau xe ấy nó sợ nó nảy nảy tưng tưng đấy không mình phải đợi cái này không tràn được đâu vừa cầm củ thất diệp kia cầm gãy không mình cầm đây dài chưa dài đấy đẹp chưa ok ok rồi quái to lắm rồi. Đây này. Đấy, đây.
Chị Đào bảo là chị đi đường mới còn khó hơn. Quay cả cái cây thằng quả đó, biết là chim như thằng quả. Ừ. Ôi. Cái này mà cái này mà biết ở nhà rồi chắc không đi nhỉ. Nhưng mà phải đi vì đi biết thì này lại không ấy. Biết trước rồi là lười. Biết trước rồi, nếu mà lần sau cơ hội vẫn đi trước. Vẫn đi. Hết mùa mưa thì đi. Mình vẫn đi. Hôm nào mình đi cho đi ké tiếp. Hết mùa mưa thì đi. Không bảo rồi, không.